Chào mọi người, mình đến từ công ty Taiko. Hôm nay mình quay clip này để hướng dẫn mọi người sử dụng bình bọt tiết. Thì nó cũng đơn giản thôi. Với cái bình này á, thì tỷ lệ mình sử dụng á là trước tiên là mình nước 100%. Đây là cái mực để mình canh nước, nước 100% lên tới đây, ở ngang đây là mình chăm á, là mình mở cái này quanh này. Chứ mình mở cái quanh này để cho nó đựng cái ọc nước á, thì mình chế nước lên đây. Đây có cái mực canh, mình canh dài lên đây, canh khoảng tầm này, mình khóa quanh này lại, xong rồi mình đổ dung dịch lên đây, đổ khoảng 2/3 phiểu này, hoặc là mình muốn sạch đổ đầy lên tí nữa, rồi xong mình mở quanh này cho nó chảy xuống hết. Mình phá lại, mình phá qua này luôn. Đó. Xong là mình cấp hơi vô đây. Thì hơi mình cấp vô đây á, nó sẽ trộn bình, trộn nước với dung dịch. Áp nó lên tầm 4kg đến 4,5kg. Khi nào áp nó lên 4,5kg á, thì mọi người dây này là để xịt nè. Đó, áp lên 4,5kg xong là đã đủ hơi và dung dịch nó trộn xong. Mọi người chỉ cần cấp hơi vô đây, như hơi cấp vô đây, rồi mình mở qua này để xịt thôi. Rồi nó cũng đơn giản, không có gì hết. Khi nào mà mình hết dung dịch á, mình gỡ hơi này ra. Đây là cái đuôi chuột, để mình xả hơi trên đây, mình giật hơi mình xả, hoặc mình xả ở đây cũng được. Mình xả cho nó hết hơi ra rồi mình châm nước lại từ đầu. Đó, thao tác nó cũng đơn giản. Thì sau đây tôi sẽ test thử cái bình này cho mọi người xem. Thì hồi nãy là mình đã hướng dẫn sử dụng cách để sử dụng, rồi bây giờ là mình test thử cho các bạn coi. Thì nước mình châm lên tới đây, nhưng mà bây giờ mình test thử mình châm tới đây thôi, cho các bạn coi dung dịch nó ra như thế nào. Thì lúc nãy mình đổ vô xong mấy quanh này mình phá là hết dung dịch nước đổ xong. Hơi vô. Giờ mình cấp hơi vô để cho nó trộn đều dung dịch với nước lại. Cái này là chỉnh áp nha các bạn. Đây là cái chỉnh áp để mà mình chỉnh tầm 4kg đến 4,5kg. Đây là cái đồng hồ nè. Đó, mình chỉnh lên tầm 4,5kg. Khi mà công ty chúng tôi cấp máy cho các bạn thì đã chỉnh rồi. Còn bình này là test cho các bạn là chúng tôi chưa có chỉnh. Trộn dung dịch với nước lại. Rồi. Tầm 4,5kg nha các bạn. 4,5kg đến 5kg. Rồi bây giờ dung dịch đã trộn xong. Thì mình chỉ còn mở súng để mình xịt ra thôi. Rồi đó, bạn thấy dung dịch ra đều không? Đều rất là mạnh. Đấy.
muốn ra bọt nhiều đó, đó như bọt tiết luôn cũng được đó, mở quanh hết luôn ra rất là đều. Như các bạn thấy cái xe tôi đang xịt đây, còn tiết ra rất là đẹp và đều. Đây ký của nó là 4,5 kg nha các bạn. Khi nào dung dịch các bạn muốn mà chỉnh dung dịch nó giảm lại thì các bạn dặn gì đây, và dung dịch nó sẽ giảm lại. Các bạn muốn dung dịch ra nhiều thì các bạn dặn gì đây. Rồi. Qua này là để chỉnh dung dịch ra ít nhiều, tùy theo cách mình xài mình muốn chỉnh sao cũng được. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip này. Có các bạn muốn biết thêm thì các bạn đến công ty chúng tôi, hoặc là có số điện thoại các bạn gọi về số điện thoại đó, chúng tôi tư vấn với bạn kỹ hơn nữa. Cảm ơn mọi người.